thể thao Việt Nam kết thúc hành trình ở ASEAN 19 với 3 huy chương vàng. Các vận động viên Việt Nam đã chính thức khép lại hành trình ở ASEAN 19 với thành tích 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. Sáng ngày 8 tháng 10, các vận động viên Lý Hồng Phúc, Giang Việt Anh và Phạm Minh Đức thi đấu ở nội dung kata đồng đội nam môn karate. Trước những đối thủ đến từ Macau, Trung Quốc và Hong Kong, Trung Quốc, các vận động viên Việt Nam không đạt thành tích đủ cao để giành quyền vào chung kết. Bước vào trận tranh huy chương đồng, Lý Hồng Phúc, Giang Việt Anh và Phạm Minh Đức để thua đội Kuwait khi chỉ giành được 40,70 điểm, kém hơn so với 42,30 điểm của đối thủ và không giành được huy chương. Với việc các vận động viên đội karate không giành được huy chương sáng ngày 8 tháng 10, đoàn thể thao Việt Nam đã chính thức khép lại hành trình ở ASEAN 19 với thành tích 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. 3 huy chương vàng đến từ các môn bắn súng, cầu mây và karate. Vị trí chung cuộc trên bảng tổng sắp huy chương của đoàn thể thao Việt Nam ở ASEAN 19 sẽ được xác định sau khi ban tổ chức trao những bộ huy chương cuối cùng của đại hội vào chiều ngày 8 tháng 10. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.